Nguyệt Ánh cõng mặt trời đưa nhóc tỳ lai ấn đi chụp ảnh Giáng sinh. Dù bận rộn với công việc đóng phim, nhưng Nguyệt Ánh đã sắp xếp để cùng đón Giáng sinh 2019 thật ấm cúng bên cầu quý tử Nanda. Đăng tải hình ảnh gia đình đầm ấm trong mùa Noel, vợ chồng Nguyệt Ánh nhận được nhiều lời khen với tổ ấm hạnh phúc và ngọt ngào. Con trai nữ diễn viên cõng mặt trời diện trang phục Noel. Giáng sinh là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm, sự yêu thương, cũng như có thời gian quay quần bên gia đình và tận hưởng sự ấm cúng. Vì vậy, dù bận rộn với công việc, Nguyệt Ánh cùng chồng Ấn Độ thu xếp dành thời gian để cùng nhóc tỳ trải qua khoảnh khắc ý nghĩa này. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của con trai Nanda. Đây cũng là năm đầu tiên cả hai vợ chồng Nguyệt Ánh đưa nhóc tỳ đi chụp cùng. Cô hạnh phúc viết, "We wish you a Merry Christmas," tạm dịch, chúng tôi chúc bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ. Cậu bé diện trang phục khá bảnh bao và cười toe toét khi được bố mẹ đưa đi chụp ảnh. Cậu bé khá tò mò cầm những đồ vật bên cây thông. Trong mùa Giáng sinh năm nay của Nanda, Nguyệt Ánh cũng cho biết sẽ cùng ông xã Eswarao đưa con trai đi chơi một số nơi để bé biết thêm nhiều hơn mọi thứ xung quanh. Đón Noel năm thứ hai của nhóc tỳ, nữ diễn viên chuẩn bị mọi thứ chu đáo để có một mùa lễ hội ấm cúng và đầy niềm vui. Cả nhà đều diện những trang phục kèm phụ kiện đúng theo tông màu như quần áo, nón đội đầu, cài tuần lộc. Chỉ mới hơn một tuổi nhưng Nanda hợp tác vui vẻ tạo dáng trước ống kính. Cậu con trai cưng của nữ diễn viên và chồng Ấn Độ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả với vẻ đáng yêu và thừa hưởng nhiều nét lai ứng của bố. Tổ ấm hạnh phúc của Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ sau hơn 2 năm về chung một nhà. Tháng 3 2017, Nguyệt Ánh kết hôn cùng chồng Ấn Độ về chung một nhà sau hơn 1 năm hẹn hò. Được biết ông xã cô đang quản lý trung tâm thể dục là thầy giáo dạy yoga. Đến tháng 8 2018, cô đã sinh quý tử đầu lòng nhưng cô muốn bé có một cuộc sống bình thường, tránh sự bàn tán của mọi người nên giữ kín hình ảnh. Thi thoảng Nguyệt Ánh giới thiệu những bức ảnh của nhóc tỳ nhưng giấu mặt. Con trai người đẹp, phim Dốc Tình thân mật được bố mẹ gọi là Nanda. Tên đi học là Adija Nanda Nguyễn. Bức ảnh hiếm hoi được Nguyệt Ánh chia sẻ cả gia đình cùng đi du lịch. Nữ diễn viên là một trong những nghệ sĩ kín tiếng về đời tư. Từ chuyện yêu kết hôn và đến chuyện sinh con, cô cũng không chia sẻ gì với truyền thông.